Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình xin được hướng dẫn cách cài đặt con camera Vantage 60 6300B. Thì con này cài đặt khá là đơn giản, rất là đơn giản. Thì việc đầu tiên là các bạn mở hộp, coi trong hộp có gì đây. Rồi, ok. Một cái sạc. Rồi, và trong đây nó cũng có hướng dẫn sử dụng nữa nè. Mình sử dụng phần mềm XMEYE, một ứng dụng. Ok, thì trong này nó hướng dẫn khá là dễ. Tuy nhiên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn dễ hơn. Đầu tiên mình cần cấp nguồn cho nó. Rồi, cắm nó vào cắm một cái ổ cắm điện. Một cọng dây mạng. Thì cọng dây mạng này các bạn nên cắm vào một cái switch của con router của mình nhé. Nên nhớ các bạn hãy cắm vào cái switch của con router của mình. Ở đây nó cũng có nguồn ra 5V luôn nè. 1A, cái này mấy ampere đây? Cái này 0.3A. Ô, cái này cắm tốt. Ô, con cắm mình xịn quá. Rồi, bây giờ mình sẽ cấp nguồn cho nó. Cấp nguồn cho nó. Con có tín hiệu gì không? Ok. Thì ban đầu các bạn khi các bạn tiến hành cài đặt ban đầu cho nó để nó kết nối không dây thì các bạn phải cắm dây mạng. Đây, tôi cắm dây mạng vào. Đây, các bạn thấy đèn tín hiệu chớp. Có nghĩa là nó ok rồi đấy. Ok. Rồi, khi này tôi cần chuẩn bị một cái smartphone. Ok. Sẽ app play. Rồi ở đây nó có chọn dòng đầu tiên, cài đặt, chấp nhận. Phần mềm chỉ có 17 mê 17M thôi cho nên nó đau về khá là nhanh. Cục sạc này cũng khá là xịt nha. Sạc này thì bảo hành chỉ có 1 năm thôi. Còn camera này nó bảo hành tới 9 hãng tem. Rồi, mở. Ok, các bạn nên login vào cái router mà đã cắm qua switch thì sẽ hay hơn. Ở đây tôi login vào đã kết nối và tôi tắt 3G đi để tránh bị động. Rồi tôi tắt 3G đi rồi. Ok. Và tôi đã có một cái user rồi. Com 2089 bắt lọt. Tôi đã có một user các bạn nhé. Thì trong user này tôi cũng có rất là nhiều. Rồi bây giờ tôi có thể dấu cộng và tôi bấm vô chữ search các bạn nhé. Đây tôi search, còn tôi search ra bốn con luôn. Thì tôi không biết con này là con như thế nào, cái email nó như thế nào. Đây tôi coi cái email ha. Email của con này là CE77A87. Đây email của nó đây. Rồi ok, đặt tên test chẳng hạn, password là bỏ trống ha, tôi add. Rồi ok, test cam
Start View. Ôi, sao nó bị lỗi vậy? Mạng có vấn đề. Start View. Tôi log ra, tôi đăng nhập lại nha. Mình có password không? Test Start View. Ok. Đấy, như các bạn thấy, chỉ một vài bước căn bản thôi thì mình đã có, mình có thể điều chỉnh qua lại nè. Sẽ qua